Trần Từng và các nghệ sĩ Trung Quốc lộ bằng chứng ngoại tình như thế nào? Sau bê bối đời tư chấn động của Trịnh Sảng, giới giải trí Hoa ngữ tiếp tục bị phủ đen bằng ồn ào đấu tố tình ái giữa Trần Từng và Mao Hiểu Đồng, cặp tình nhân nổi tiếng một thời trong showbiz. Tình nghĩa còn sót lại giữa bộ đôi diễn viên thần điêu đại hiệp chấm dứt hoàn toàn sau khi người đẹp 30 chưa phải là hết tung file ghi âm và trần lời nói dối của Trần Từng. Trước Trần Từng, Lý Tiểu Lộ cũng rơi vào tình cảnh muối mặt vì bị tung bằng chứng tố cáo việc lấp liếm bê bối. Mao Hiểu Đồng cung cấp file ghi âm. Sau cơn bão lớn Trịnh Sảng Trương Hằng thì vụ lùm xùm của Trần Từng Mao Hiểu Đồng là quả dưa tiếp theo khiến mạng xã hội chao đảo. Vốn dĩ, vụ việc đã bị chìm trong quên lãng trong suốt nhiều năm cho đến khi Trần Từng lên tiếng bản thân bị oan, không ngoại tình. Để vạch mặt bạn trai cũ, Mao Hiểu Đồng đã tung ra đoạn ghi âm, trong đó cô nói bản thân đã thấy hết những chuyện mà Trần Từng làm cùng Tiểu Tam, trong đó có những màn cởi áo đến trần như nhộng. Giữa tháng 11 năm 2020, nam diễn viên Trần Từng xuất hiện ở một show giải trí. Trong chương trình, anh kể lại khoảng thời gian đen tối khi bị công kích là gà đàn ông khốn nạn suốt 4 năm sau cuộc tình với Mao Hiểu Đồng. Trần Từng và Mao Hiểu Đồng cùng nhau tham gia bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Trần Từng thủ vai Lục Triển Nguyên, còn Mao Hiểu Đồng diễn Quách Phù. Khi xác nhận hẹn hò, họ được coi là cặp tiên đồng ngọc nữ của giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2017, hai nghệ sĩ đường ai nấy đi. Nguyên nhân đổ vỡ là vì Mao Hiểu Đồng bắt gian tại trận, Trần Từng đưa nữ diễn viên Giang Khải Đồng về nhà. Bạn thân của người đẹp 33 tuổi đã đăng tải video tài tử họ Trần ngoại tình lên mạng xã hội. Vụ hồng ào khiến sao nam bị công chúng tẩy chay, đánh mất sự nghiệp. Đáng nói, sự việc vốn ngủ yên một thời gian dài, Trần Từng bỗng xuất hiện trên truyền hình, tố cáo Mao Hiểu Đồng gian dựng, vu khống anh ngoại tình. Tôi không hề ngoại tình sau lưng cô ấy. Cảnh tượng Mao Hiểu Đồng gặp Khải Đồng trong thang máy là vì tôi đã hẹn bạn diễn cùng đi spa lộc mụn làm đẹp. Bây giờ, tôi muốn nói ra sự thật để bảo vệ bạn gái mới và rửa sạch danh tiếng đã vấy bẩn, anh cho biết. Theo Trần Từng, phía Mao Hiểu Đồng đã lấy lý do mất đồ trong lúc chuyển nhà, đề nghị trích xuất camera vào thời điểm Giang Khải Đồng có mặt và quay lại bằng điện thoại. Đến tháng 1/2018, ekip của người đẹp tung video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép sai sự thật lên mạng. Nam diễn viên cho biết, bản thân đã liên hệ với ban quản lý để lấy lại video gốc, nhưng dữ liệu đã bị xóa. Nhân viên an ninh chịu trách nhiệm giám sát camera trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc cũng đã nghỉ việc, vì vậy anh phải cắn răng chịu tiếng oan. Bạn thân Trần Từng cũng cung cấp loạt ảnh chụp màn hình tố mỹ nhân Chân Hoàng Truyện, dàn xếp chuyện tố bạn trai cũ ngoại tình cho tờ Efan. Sau đó, Giang Khải Đồng lên tiếng phủ nhận bản thân là Tiểu Tam sau 4 năm nhẫn nhịn. Nữ nghệ sĩ còn nhấn mạnh sẽ dùng pháp luật can thiệp nếu cư dân mạng còn gán tội danh vô lý cho cô. Tôi không chen chân vào mối quan hệ của Trần Từng, Mao Hiểu Đồng. Mối quan hệ của hai chúng tôi là đồng nghiệp thân thiết. Hình ảnh tôi được cho là liếc ngang liếc dọc trong video là do đang mãi nhìn paparazzi, sợ mình bị chụp trộm. Sau 4 năm mới lên tiếng là vì tin tưởng Trần Từng xử lý tốt việc lùm xùm này, chứ không phải im lặng là thừa nhận, sao nữ chia sẻ. Nửa đêm ngày 30 tháng 1, Mao Hiểu Đồng đã tung đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và bạn trai cũ để khán giả sáng tỏ chân tướng. Trong đó, nữ diễn viên chất vấn Trần Từng tại sao lại cởi áo trong phòng cùng Giang Khải Đồng. Tại sao Giang Khải Đồng thấy cô lại vội vã thu dọn đồ đạc và bỏ trốn. Thêm vào đó, Trần Từng còn lên show giải trí nói dối cả hai đã chia tay, dù khi đó họ vẫn còn hẹn hò. Trần Từng giải thích với những lý lẽ khó thuyết phục. Sau động thái của Mao Hiểu Đồng, Trần Từng và Giang Khải Đồng bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Họ khó chịu khi cả hai diễn viên đã sai nhưng không biết sửa, còn cố tình bôi xấu người đẹp họ Mao, nói dối và đưa thông tin sai lệch. Trên mạng xã hội, công chúng thậm chí còn yêu cầu cấm sóng Trần Từng như Trịnh Sảng vì hành vi tẩy trắng bất chấp của nam nghệ sĩ. Anh ta liên tục nói dối, cắt xén câu chữ. Chúng tôi sẽ chuyên tâm vào công việc, mong đối phương cũng làm tốt phần việc của mình, đừng gây chuyện thị phi, nữ diễn viên Chân Hoàng Truyện chia sẻ sau khi cung cấp file ghi âm. Nhiều khán giả đã vô cùng hả hê vì Mao Hiểu Đồng phản công ngoạn mục, khiến trà nam Trần Từng trả giá đắt. Thế nhưng, chiếm sóng hot search của Weibo lại là một chủ đề liên quan khác khá ngộ lạ, đó là kỹ năng đài từ của Mao Hiểu Đồng. Các fan đã liên tục khen ngợi cô ngôi sao 30 chưa phải là hết có đài từ tốt, nhẫn nhã rõ ràng, lời lẽ nêu ra đanh thép, thuyết phục và thẳng thắn. Một khán giả tự nhận chỉ học tiếng Trung bập bẹ qua phim ảnh nhưng vẫn nghe được nhiều ý trong phần nói của Mao Hiểu Đồng, đủ thấy cô nàng có kỹ năng đài từ tốt như thế nào. Mao Hiểu Đồng trước giờ vẫn luôn được đánh giá là nữ diễn viên có tiềm năng. Tuy vẫn chưa có cột mốc nào quá nổi bật nhưng cô nàng vẫn khiến fan nhớ mặt thông qua những bộ phim đình đám như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay 30 Chưa Phải Là Hết. Vừa qua, tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020, Mao Hiểu Đồng đã thắng giải diễn viên đột phá của năm vô cùng xứng đáng. Mong rằng trong thời gian sắp tới, cũ tóc tém của bộ ba gái già sẽ có thêm nhiều dự án chất lượng và bùng nổ hơn nữa.
video riêng tư của Lý Tiểu Lộ. Năm 2018 được xem là năm chiếm sóng của cái tên Lý Tiểu Lộ khi cô bị truyền thông phanh phui ngoại tình với rapper Pigeon. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2017, một đoạn video được tung ra ghi lại hình ảnh được xem là bằng chứng phản bội chồng của Lý Tiểu Lộ. Đoạn video quay hôm ngày 29 tháng 12 cho thấy nữ diễn viên tới một nhà hàng để ăn tối sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Sau đó khoảng 2 tiếng, cô rời khỏi nhà hàng cùng một người đàn ông lạ mặt. Hai người lên xe riêng và di chuyển tới một khu chung cư. Trên ô tô, người đàn ông còn có hành động ôm eo Lý Tiểu Lộ. Sohu xác nhận nam chính trong video chính là Pigeon, đàn em kém sao nữ 13 tuổi. Trong video đầy đủ, sau khi xuống xe, Lý Tiểu Lộ khoác tay nam rapper, trong khi anh chủ động xách túi cho cô. Cả hai di chuyển vào trong căn hộ của Pigeon. Cảnh sát ảnh cho biết, khoảng 2 giờ 40 phút sáng, ánh đèn nhà nam ca sĩ vừa tắt và bà xã của Giả Nải Lượng không hề rời khỏi đó. Cùng thời điểm, Giả Nải Lượng có buổi giao lưu trực tuyến trên trang cá nhân. Khi người hâm mộ đặt hỏi về vợ mình, nam diễn viên vui vẻ trả lời rằng bà xã tôi đang đi làm tóc. Câu trả lời của tài tử vẫn cứ thích em và loạt ảnh được Sohu đăng tải đã vạch trần mối quan hệ mờ ám với em trai kết nghĩa sau lưng chồng của Lý Tiểu Lộ. Hành vi nói dối chồng, thậm chí không ít lần đưa con gái đi cùng làm bình phong để hẹn hò cùng tình trẻ của Lý Tiểu Lộ bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Scandal ngoại tình của nữ nghệ sĩ được đánh giá là một trong những 10 sự kiện gây chấn động nhất mạng xã hội Trung Quốc. Sau vụ việc, Lý Tiểu Lộ và tình nhân lọt top nghệ sĩ bị ghét nhất. Nữ diễn viên đánh mất gia đình và sự nghiệp, đến nay vẫn bị công chúng tẩy chay. Pigeon cũng chịu chung trái đắng khi sự nghiệp tụt dốc không phanh, khó có thể quay lại giới giải trí. Lưu Khởi Uy và vụ video đọc kịch bản lúc nửa đêm. Tháng 1 năm 2016, đệ nhất paparazzi phong hành gây xôn xao dư luận khi tung video Lưu Khải Uy gõ cửa phòng Vương Âu vào lúc tối muộn. Trác Vĩ cho biết, sau nhiều lần bám đuôi theo dõi, cảnh sát tình của ông phát hiện nam diễn viên thường đến phòng của bạn diễn vài tiếng mỗi ngày sau khi kết thúc cảnh quay. Trong một đoạn video được công bố, nam diễn viên ở lại phòng của người đồng nghiệp nữ từ 20 giờ đến 0 giờ. Một đoạn clip khác cho thấy, tài tử Hồng Kông tối muộn gõ cửa phòng bạn diễn, ở lại đây khoảng 2 tiếng trước khi về phòng mình nghỉ ngơi. Phía Lưu Khải Uy và Vương Âu sau đó khẳng định họ gặp nhau để khớp kịch bản. Biên kịch, đạo diễn phim cũng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, dư luận và nhiều đồng nghiệp trong giới chẳng ai tán đồng lời phản hồi vô lý của bộ đôi nghệ sĩ. Nam diễn viên thậm chí còn thông qua công ty quản lý mạnh mẽ tuyên bố sẽ khởi kiện phía phong hành nếu như tiếp tục bị bôi nhọ. Để củng cố tính xác thực cho tin tức và vạch trần Lưu Khải Uy nói dối, đơn vị truyền thông này tiếp tục tung video bộ đôi nghệ sĩ làm chuyện khuất tất. Theo miêu tả, đây là hình ảnh ghi lại hôm sau Khải Uy đọc kịch bản 4 tiếng với Vương Âu. Anh có mặt ở phòng cô lúc 22 giờ 35 và rời phòng vào khoảng 2 giờ ngày hôm sau. Từ clip nhìn ra hình ảnh lúc vào phòng, Vương Âu mặc quần jean trắng, nhưng lát sau cô chỉ còn mặc bộ nội y màu đen. Lúc Khải Uy đến, căn phòng bật đèn sáng nhưng sau đó họ chỉ sử dụng đèn ngủ. Phải chăng họ phải cởi trang phục, tắt đèn mờ ảo mới đọc được kịch bản? Chắc chắn chẳng ai tin hai người họ gặp nhau vì công việc, phong hành bình luận mỉa mai. Sau lùm xùm này, sự nghiệp của Lưu Khải Uy và Vương Âu bị ảnh hưởng nặng nề. Lời đồn đoán về hôn nhân rạn nứt giữa tài tử Hồng Kông và Dương Mịch dấy lên một thời gian dài. Đến cuối năm 2018, cặp sao Hàn A ly hôn, đường ai nấy đi sau 4 năm chung sống. La Chí Tường và Vu Đại Mộng. Thông tin Lương Sơn Bá, La Chí Tường, ngoại tình với diễn viên hạng 3 Vu Đại Mộng, từng khiến làng giải trí Đài Loan một phen chấn động. Vu Đại Mộng thừa nhận bản thân từng hẹn hò với La Chí Tường khi anh đang yêu Chu Dương Thanh. Trong nội dung tin nhắn với bạn bè, nữ diễn viên trẻ này còn tiết lộ ý định trả thù người tình bằng cách gài bẫy để phóng viên chụp ảnh thân mật giữa hai người. Sau đó, dùng những tấm ảnh này để ép Chu Dương Thanh nhường lại La Chí Tường. Sau khi sự việc bị phanh phui, nhiều người hâm mộ La Chí Tường đã chỉ trích nữ diễn viên trẻ này. Họ cho rằng Vu Đại Mộng muốn trở lại làng giải trí nên dùng La Chí Tường để làm bàn đạp tiến thân. Về phía La Chí Tường, công ty quản lý của anh chỉ trả lời rằng họ thật sự có quen biết nhau nhưng đã không liên lạc một thời gian dài. Câu trả lời không rõ ràng khiến cho nhiều người hoài nghi về sự minh bạch của mối quan hệ này. Trước thông tin ngoại tình của bạn trai, Chu Dương Thanh vẫn tiếp tục công việc quản lý tại nhà hàng Đài Loan và tỏ ra không quan tâm.